thấy như một cái công vậy đó. Thì cái dấu ô đã trên đó rồi. Hôm nay em nói là em tới đây em sẽ quyết định chọn anh em sinh đôi của em trước. Anh chưa phải. Trời ơi, đây là anh Kiêu Phạm nha mọi người. Tình anh em mình tới đâu? Tới hôm nay thôi. Tới rất cao. Ủa, em có cái MV của Lâm Lê Dạ chưa? Ủa dạ có là MV hả ta? Trời ơi. Em rất hiểu về thiên nhiên, đặc biệt là cây gỗ. Như tất cả mọi người cũng đã thấy, những cái người mà da trắng dễ bị muỗi chích côn trùng chích thân là mọi người mấy người da đen. Chính vì lớp trắng đó đó, để cho thấy có con kiến ở trên đó đó, người ta đập con kiến đó cho con kiến nó chết, để con kiến nó không cắn cái cây đó. Cho nên cái mục đích cuối cùng là gì? Chét cái vo đó lên cái cây để tránh mấy con kiến như con côn trùng nó tập trung vào đó nó cắn vào cái cây. Dành cho Lâm Vĩ Dạ. Hoàng Thùy Linh có MV Duyên Âm. Hoàng Thùy Linh đã mặc bao nhiêu trang phục trong MV này? Ôi, cái này khó quá. May mắn bởi vì em có coi MV rồi, cho nên ít nhất thì em cũng sẽ tổng hợp được một số lượng nhất định, một cái khoảng. Yeah. Thì MV Duyên Âm của Hoàng Thùy Linh, cổ phải thay đến 9 bộ. Gì nhiều dữ vậy? 9 bộ. Đúng rồi, nhiều lắm, nhiều lắm. Bởi vì thật sự vì sao là 9 bộ mà không phải là con số khác? Con số 9 là con số mà Hoàng Thùy Linh cũng như là đạo diễn của MV đó và tất cả ekip đã thống nhất với nhau là chọn 9 bộ trang phục cho MV Duyên Âm. Và đó là câu trả lời cuối cùng của em. Chính là đáp án từ Lâm bây giờ. Xin hỏi Gil Lê tin hay không tin? Thôi để hết sức tập trung nè mọi người ơi. 5 4 3 2 1 tin hay không tin? 1 2 3. Câu trả lời này không chỉ ảnh hưởng tới cái sự chiến thắng ngày hôm nay mà ảnh hưởng tới niềm tin nhiều thứ và nhiều thứ. Ủa quên, tin hay không tin? Không tin. Không tin số 9 của Lâm Vĩ Dạ là một sự lựa chọn.